Chào tất cả các bạn, hôm nay thì chúng ta cùng nhau bước vào unit thứ 30. Trong unit này thì mình sẽ trả lời một vài câu hỏi của các bạn. Gần đây thì có nhiều bạn hỏi mình rằng là anh ơi, làm cách nào để phân biệt được ba từ nande, doste và naze. Ba từ này trong tiếng Nhật có nghĩa là tại sao nhé. Các bạn sẽ bị nhầm lẫn bởi trong đầu các bạn luôn ẩn hiện cái từ tại sao trong này. Ok. Và anh ơi, làm sao phân biệt được nô đế và kara? Nô đế và kara có nghĩa là vì nên, vì cái gì đó nên cái gì đó nhé. Ok. Và ngay sau đây thì mình xin được trả lời các bạn những cái câu hỏi đó. Thứ nhất, về nande. Nande thì tần suất sử dụng của nó trong giao tiếp là nhiều nhất, sau đó tới doste và naze. Ok. Thực ra cách phân biệt rất là đơn giản thôi. Chúng ta hãy để cho nande và doste là tại sao. Bình thường tại sao đấy, tại sao đấy. Ok. Và naze, naze tức là vì sao. Ok. Vì sao lại phải phân biệt như thế? Mình đi vào những cái ví dụ cụ thể. Trong ví dụ thứ nhất, nande gakko saborimasta ka? Câu này có nghĩa là tại sao anh lại trốn học? Tại sao em lại trốn học? Saborimas là trốn học. Ok. Tại sao anh lại trốn học vậy? Hay là câu thứ hai, nande kino ie ni kaerimasen deshita ka? Nande kino ie ni kaerimasen deshita ka? Tại sao hôm qua anh không về nhà? Ok, nande. Hay là chúng ta bỏ chữ tại đi thì chúng ta chỉ cần nói chữ sao thôi. Ví dụ, sao hôm qua em lại trốn học, hay là sao hôm qua anh lại không về nhà? Thế các bạn hiểu rồi chứ? Còn doste, doste thì có ý nghĩa tương tự. Ví dụ trong câu thứ ba này, doste shukudai o shimasen deshita ka? Doste shukudai o shimasen deshita ka? Tại sao em lại không làm bài tập về nhà? Chúng ta có thể thay nande bằng doste nhé. Ok. Còn về naze, naze là vì sao nhé. Vì sao để dùng để trả lời cho những câu hỏi khó trả lời. Ví dụ như là vì sao bầu trời lại màu xanh, vì sao con rắn lại không có chân, hay là vì sao con người lại tham lam, vì sao chúng ta lại phải ăn, chúng ta lại phải uống. Và nó được thường được sử dụng trong văn viết nhiều hơn. Thực ra trong văn nói thì chúng ta vẫn có thể sử dụng nó được thôi, nhưng mà cái tần suất xuất hiện của nó trong giao tiếp thì nó sẽ ít hơn. Trong ví dụ này, naze sora wa aoi desu ka? Tại sao bầu trời lại màu xanh vậy? Hay là câu thứ hai, naze benkyou shinakereba naranai no ka? Naze benkyou shinakereba narimasen ka? Các bạn hiểu rồi chứ? Phần này rất là đơn giản đúng không? Chúng ta chuyển sang trợ từ kara và node. Ý nghĩa của nó là vì nên. Vì có vợ nên tôi không đi chơi đêm, hay là vì nghèo nên là không ai để ý đến tôi. Cách kết hợp của nó thì rất là đơn giản. Đối với tính từ đuôi y thì đứng trước nó chúng ta có thể chia ra nhiều cách như sau. Ví dụ là samui kara, hay là samui desu kara, hay là samui dakara. Tính từ đuôi na, kire là tính từ đuôi na nhé, kire, kire na. Ok. Tính từ đuôi na thì chúng ta sẽ kết hợp như sau: kire kara kire desu node, hay là kire desu node. Tuy nhiên đà nô đế thì sẽ không được sử dụng nhé. Matsu, đà nô đế thì không được sử dụng, mà chúng ta phải nói rằng là kire na no de, kire na no de. Ok. Tương tự, nếu mà là danh từ nhé, danh từ đây là thầy xin chẳng hạn, xin sensei desu kara, là xin sensei desu no de. Tương tự với tính từ de na thì đà nô đế thì sẽ không sử dụng, mà chúng ta sẽ sử dụng là xin sensei na no de. Wakaru. Đối với động từ thì chúng ta chia ra làm nhiều loại. Ví dụ dạng masu cũng được, tabemasu kara, hay là nemasu kara, hay là nenai kara, hay là nhiều dạng khác nữa chúng ta sẽ học sau. Ok. Về sự sai khác của nó rất là đơn giản thôi. Kara mang tính chủ quan, nô đế mang tính khách quan. Có nghĩa là như thế nào? Chúng ta cùng nhau đi vào ví dụ. Samui. Ví dụ thứ nhất, samui kara doa o shimemashita. Chủ quan ở đây tức là ví dụ như trời, thời tiết
nhiệt độ ngày hôm nay chỉ tầm khoảng 17 độ thôi, đúng không? Nhưng mà tôi đã cảm giác thấy lạnh rồi. Nhưng mà đối với người khác thì không thấy lạnh, đúng không? Ừ. Nhưng mà bởi vì tôi thấy lạnh nên là tôi đã đóng cửa. Samui kara doa o shimemashita. Nếu mà samui no de doa o shimemashita, tức là nhiệt độ ngoài trời rất là lạnh, đúng không? Ví dụ như là tầm 5 độ hay là 0 độ chẳng hạn thì ngoài trời rất là lạnh, đúng không? Ừ. Thì nó là mang tính khách quan rồi. Cảm giác rất là lạnh nên là tôi đã đóng cửa. Các bạn hiểu rồi chứ? Hay là trong trường hợp thời tiết rất là lạnh, đúng không? Thì chúng ta bảo người khác là samui no de doa o shimete. Đóng cửa vào đi, trời lạnh quá. Tương tự chúng ta đến với những cái ví dụ sau. Atsui kara senpuki o tsukemasho. Atsui kara senpuki o tsukemasho. Tsukemasu tức là bật, senpuki là cái quạt nhé, quạt điện nhé. Trời nóng quá. Vì trời nóng nên là bật quạt lên thôi. Masho đây có nghĩa là thôi, tương đương với từ thôi trong tiếng Việt. Bật quạt lên thôi, vì trời nóng nên bật quạt lên thôi. Hay là tenki ga ii kara sanpo shimasho. Tenki ga ii kara sanpo shimasho. Vì là thời tiết đẹp nên là chúng ta đi dạo thôi. Chúng ta đến với ví dụ thứ 5. Okane ga arimasen kara kaimasen. Vì không có tiền nên là tôi không mua. Hay là kyou wa musuko no tanzoubi da kara hayaku kaerimasu. Hôm nay là ngày sinh nhật của đứa con trai tôi nên là tôi sẽ về sớm. Ok. Vâng, bài học của chúng ta ngày hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã thường xuyên quan tâm theo dõi kênh truyền hình Dũng Mori. Và đừng quên đăng ký kênh Dũng Mori để cập nhật được những bài học sớm nhất nhé. Ngoài ra, ở bên dưới kênh Dũng Mori thì có một loạt những cái clip luyện thi GLPT của các thầy cô giáo trên Nihongo no Mori. Các bạn nào đã, đang và sẽ luyện thi GLPT thì hãy nhớ coi những cái clip đó nhé. Bye bye và xin chào, hẹn gặp lại các bạn.